anh về mua cái sim để anh liên lạc người ta được, hiểu không? Vậy là ngoài cái chiếc xe này thì bây giờ chúng mình lại tiếp tục tặng cho chú Hai một cái điện thoại mới. Ủa mà trước giờ chú Hai có xài điện thoại không? Nãy chú Hai nói là không có xài đúng không? Cái này chưa, giờ tôi có xài điện thoại đâu. Vậy rồi giờ biết xài không? Rồi về phải xài thôi. Chú phải xài, chú người ta liên lạc chú mà chú trả lời người ta chứ không phải gì. Bây giờ qua Tết rồi, mấy cháu vô học giờ còn hai chiếc xe đó. Là ở chỗ ngã tư quốc phòng gặp chú Minh trao cho hai chiếc xe. Một chiếc màu trắng là chiếc mát. Bây giờ còn hai chiếc là để cho sinh viên. Giống như trước Tết chú Minh đã thông tin là chú Minh có hai chiếc xe. Hai chiếc xe thì qua Tết này chú Minh sẽ trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Và mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân đang có mặt ở làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và đang ở trên đường để đi ra tiệm sửa xe của anh Hùng, anh Lâm Hùng nha mọi người. Anh Hùng là người đã giúp đỡ chú Minh Cô Đơn rất là nhiều trong thời gian qua, cũng là nơi chú đã mua những chiếc xe để chú tặng cho chú ba cũng như những sinh viên nghèo ở trong làng đại học. Và hôm nay thì chú Minh lại tiếp tục mua một cái chiếc xe mới để tặng cho một cái người hoàn cảnh nghèo nào đó. Và chú Minh nhờ mình ra quay. Chú Minh, đây là chiếc xe chú chờ. Dạ. Đây dạ, là con, dạ, đây là con công chủ đó, con chủ tiệm á. Dạ dạ dạ, con của chú Hùng á. Rồi anh Hùng rủ uống cà phê cái kìa chú. Chú tên gì chú? Chú tên Hoàng. Dạ chú Hoàng hả? Dạ dạ, vậy là chú Hoàng hôm nay là được chú Minh giúp nè đúng không? Dạ dạ, rồi chú Hoàng qua uống cà phê luôn đi rồi. Chú mình chờ của chú Hùng mới đưa. Dạ. Giấy tờ xe của anh Hùng mới đưa cho chú Minh. Mới đưa. Dạ. Là chiếc nào đâu hả chú Minh? Đó chiếc đó. Chiếc bạc này đây hả? Luôn á. Dạ. Cho nhung dĩa là chú Hùng cho là điểm mới. Dạ. Rồi chắc xe là 7.2 triệu. Rồi câu chuyện ngày hôm nay là chú Minh dùng những cái tiền từ thiện còn lại để mà chú Minh mua mấy ngày tết tao sẽ trì chú tiền. Mấy ngày tết là mọi người có lì xì chú nữa hả? Chú được mấy triệu là dạ. Mấy triệu rồi chú còn mười mấy triệu chú đắp cho xe này 7.2 triệu. Dạ rồi, tại chiếc này giá trị là bao nhiêu chú? 7.2 triệu. 7.2 triệu rồi xe nhông dĩa là chú Hùng cho. Dạ. Để chú cũng nói hoàn cảnh chú này quá khó khăn, chú không có tiền sửa đâu giúp. Tôi đơn giản chú Hùng cho là chính tôi bỏ tiền mặt ra là 7.2 triệu chiếc xe này. Thua sen ba được bữa là 8 triệu, tôi quên ba là có 800 ngàn thôi. Đây là chú Minh lại bỏ lại 7.2 triệu ra, dùng tiền của mọi người ủng hộ cho chú Minh. Chú Minh bây giờ lại giúp cho chú này nữa. Chú Hai quá khổ. Chú Hai. Bị tặc quyền cho cái trò. Mình là lá rách, mình đùm lá rách hơn hả chú Minh? Đúng rồi. Xe này là giấy tờ đi chờ là chú Hùng mới đưa. Dạ, xe có giấy tờ đầy đủ. Rồi chú Hùng. Rồi chào anh Hùng luôn. Chào anh năm mới. Về quê ăn Tết với lâu lớn lắm rồi. Cũng làm riết cũng mệt rồi, về quê nghỉ cho nó khỏe. Hôm rồi tao tính đi miền Tây, tao chơi rồi tính điện mày. Dạ, cứ về Bến Tre em có dưới thì cứ gọi em. Rồi giới thiệu. Dạ, em ở Châu Thành. Châu Thành. Vừa qua cầu Rạch Miễu. Tao đưa tiền cho mày, mày đưa tiền với cái tờ xe tao tặng. Vậy nó mới đúng quy trình hả? Đúng rồi. Rồi giới thiệu với mọi người, đây là chú Hai. Dạ, chú Hai là hiện tại đang làm nghề gì vậy chú? Chú bây giờ xe nó hư, nó hỏng rồi cho vô rượu ra chai rồi. Dạ. Giờ đi mấy ngày Tết là bán vé số. Dạ. Nhà chú Hai là ở đâu? Nhà chú ở xa lắm, mà chú chỉ còn có một người con thôi, ở mãi dưới miền Tây. Còn bây giờ ở làng đại học thì chú Hai đang ở đâu?
chú hai đang ở bên này một người chị mà chú đó cũng giải tỏa rồi, nó chỉ còn lại là cái nhà, cái đất cũ mà là nhà nước ấy giải tỏa rồi, cái ở đó ở bên này bà chị năm nay cũng 70 tuổi rồi. Là chú hai bây giờ là đang bán vé số để mưu sinh. Dạ. Còn cái chân của chú hai thì bị như thế nào vậy chú? Cách đây mấy năm mà chú bị gãy chân. Người ta cũng là bồi thường là với mổ ở bệnh viện Việt Thắng ấy. Dạ. Rồi do mình không có tập luyện với nên mình không nghe theo bác sĩ đấy, nên là mình đi đứng đi sớm hơn là cái quy định của bác sĩ, đâm ra nó bị cái tật. Tức là cái khớp bây giờ nó không ăn vô khớp mà cái xương nó nòi ra bên ngoài đó, là bây giờ mình đi là chân tấp chân cao, đâm ra trở thành cái tật vậy thôi. Chứ đi thì được nhưng mà nó cái giò tấp giò cao, cái giò hôm đây nó ngắn hơn cái giò hôm đây đó. Này cái xương thì đáng đi nó vô cái bánh chè đây nhưng mà nó không vô, nó nằm chật ra một bên. Ở đây là nhìn thấy rõ ràng là một chân dài một chân ngắn luôn. Chân dài chân ngắn, tức là cái xương nó không vô cái dĩa đệm. Yeah. Cho nên nó chật ra bên ngoài, nó nòi lên trên đây một khúc này. Yeah. Đâm ra chân thấp chân cao thì thành ra đi bước thấp bước cao vậy thôi. Chú hai năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chú năm nay là 65 tuổi, 66, tuổi mẹ đẻ là 66. Yeah. Rồi không biết sao mà chú Minh lại quen chú ba ha chú Minh. Ủa nhà, chú hai ha. Nghe chú hai kể mà hoàn cảnh chú hai quá khổ. Dạ. Là cái này cái tâm của tôi thôi. Dạ. Chứ không có đề cập cái gì hết. Cái này cái tâm thấy hoàn cảnh chú khổ, tôi giúp giùm cho chú. Tại cộng đồng giúp cho tôi, cũng giúp những người khó khăn. Là đúng người mình giúp chứ không phải tụng đâu giúp đó. Đúng lương tâm mình giúp cứ giúp. Dạ. Chứ giờ nghe nhiều quốc điện thoại lắm, cả mấy chục người điện thoại tôi là xin tiền tôi nói trời tôi đâu có tiền đâu, trời tôi giúp là giúp cho đúng người, đúng đội, đúng người chứ không phải đụng đâu giúp đó. Và đây chú hai rất là khổ, giặt nên này kia nó bền, cái xe chờ này bền, nhưng mà không biết cái chân của chú hai như vậy rồi có chạy xe này được này. Đây. Nhưng mà khi mà chống chân nó có bị không sao, nó chỉ là chú chỉ là bước thấp bước cao thôi, thấp bước cao chứ còn thì giò vẫn mạnh. Dạ. Vậy là hôm nay là với chiếc xe này là chú sẽ chạy xe ôm tốt hơn rồi. Chú có còn bán vé số tiếp luôn không? Bán vé số luôn, bán vé số vẫn tiếp tục bán vé số để sống. Dạ. Chứ không có cái việc gì ngoài cái việc đó. Dạ. Bởi vì chú nghĩ xe ôm truyền thống thì có thể là chở một số những người mà mình quen biết lâu năm ở đây đấy, nên là chở con cái người ta đi học vậy thôi, chứ còn mình cũng đâu cạnh tranh được với này xe công nghệ. Yeah. Xe Grab với xe Uber với là việc gì đó. Mình không có, mà với lại chú cũng không có xài điện thoại, không có vô mạng, không có gì hết. Thật ra là chỉ có đậu ở bến xe buýt hoặc là bến ngoài chỗ ngã ba đó thì có ai kêu thì đi. Còn không có kêu thì ngoài bán vé số ra thì còn có thì chạy, còn không thì có thể là chạy hợp đồng chở mấy cháu nhỏ đi học dùng cho người ta. Yeah. Vậy thôi. Rồi một ngày như vậy chú hai có kiếm được nhiều không chú hai? Được khoảng bao nhiêu tiền? Chú bán vé số đó thì tùy theo là có ngày chú lấy nhiều, có ngày chú lấy ít, nhưng mà cái thu nhập của chú đó thì cũng được 100 mấy 200 ngàn. Yeah. Đó thì đấy là có ngày thì là được như vậy, còn có những ngày thì là không được, chỉ được khoảng độ 100 mấy 120 hoặc là 130 ngàn là hết cỡ.
và cái số tiền đó thì chú phải trang trải cho cuộc sống của chú và cả chị, người chị già của chú nữa hả chú? Không, bà chị thì không có, phải có riêng con cháu với này này nó kia là nó lo rồi, thậm chí bà ấy còn lo cho cả bà chú nữa. Cơm nước thì là chú có kiếm được thì chú không ăn, còn nếu chú không kiếm được ở ngoài đường thì không ba thì chú về nhà chú ăn vậy đấy. Vậy là hiện tại thì cái căn nhà đó là nhà của chị hay chú? Nhà của bà chị. Ở đâu lận hay chú? Ở khoa học tự nhiên đấy. Còn con chú thì ở quê mà ở máy dưới nhà máy đóng đồ bên Trần Văn Thời. Là ở tỉnh nào hả chú? Ở Minh Hải á, Cà Mau Minh Hải á. Cà Mau lận hả? Thì là chú trước thì là gốc thì ở ngoài Bắc, nhưng mà vô là năm 75 mới vô đó là... rồi là lúc con trai của chú là nó lấy vợ rồi nó làm ở cái nhà máy đóng đồ của Trần Văn Thời, giờ là nó ở dưới đó có một đứa con. Còn vợ của chú thì thực tình đấy là bà ấy cũng đã mất rồi. Bà ấy mất là 50 mấy tuổi, mất đã cũng cả gần chục năm nay rồi. Chục năm rồi chú. Vợ thì của chú là bà bị bệnh đau phổi, không điều trị theo bài bản, theo như là công thức, chỉ có uống thuốc bệnh bạ rồi cuối cùng không cứu nổi. Dạ. Là còn có một mình chú với con trai, mà chú thì cũng lang bạc về đây luôn. Thì chú ở đây là hồi xưa đó thì là năm 89 chú lên đây là theo yêu cầu của bà ấy, là lên đây coi nhà, coi phòng trọ, rồi là ở từ cái năm 89 cho đến bây giờ luôn. Chị của chú nhờ chú lên trên đây để coi phòng trọ, trông coi cái phòng trọ của chị. Chú mới lên đây chú ở luôn. Con trai thì đã lập gia đình riêng ở Cà Mau. Chú thì bây giờ bán vé số và chạy xe ôm để mình tự mình trang trải ở đây. Này chú xách gì đây? Cái này là và cái kết quả bán vé số đây hôm nay mình chút đó là chú mới nghỉ đó. Vé giò hả? Vé giò. Ở đây còn bán không? Cho con ủng hộ luôn đi. Không, hôm nay là nó nghỉ. Không đấy. Nói mình nó giúp đỡ xe cộ nên mới nghỉ cũng mấy bé. Dạ. Bình Chánh nào phải không? Sao anh? Bữa đó có quay ở công an Bình Chánh gì không? Đúng rồi. Em về quê á, em về tới Châu Thành, Tiền Giang đó. Dạ. Cũng coi dữ nha. Rồi bây giờ chúng mình có trao quà cho chú hai luôn không? chào luôn rồi. Rồi giờ Hùng chào cái giấy tờ xe cho anh hai, rồi xe rồi ba bốn năm sáu bảy bảy triệu hai, xe này là 7.2 triệu. Và anh Hùng là ủng hộ nhông sinh dĩa mới cho chú hai. Mình mới. Tại bữa hổm tôi có nói chú Hùng là chú này hoàn cảnh không có tiền, cứ giúp được thì cứ gãy cứ giúp. Chú Hùng giúp được cái thùng dĩa đựng bệnh. Chính tôi mua chiếc xe không là 7.2 triệu. Chú Hùng giúp cho dĩa là gì? Đó cho chú hai. Rồi bây giờ chú hai ra nhận xe luôn hả? Cái này là giấy tờ của chiếc mát của chú Hùng mới đưa nãy chung luôn. Cái chiếc mà bữa hôm chú nói tặng cho sinh viên đó phải không? Rồi nhận xe mới luôn. Thích quá hả chú? Mừng hết sức mừng luôn. Mừng. Xin chỉ mới cho anh Hồng còn. Ủa giờ chú hai về luôn hả? Rồi vậy leo lên chạy về luôn hả? Rồi chạy thử ngon lành không nha. Cười quá trời cười. Nói không? Rồi ok.
Chú thường chú chạy xe ôm ở đâu ha? Chú chạy ở ngoài ngã 3621 đấy. À tốt ngoài đó hả? Ờ rồi dạ. Bên xe buýt á. Dạ. Cứ ai chú đó. Dạ. Chở sinh rồi, viên đồ ha. Ờ. Dạ. Dưới là chợ. Không có nói bảo hiểm hả? Đâu có mang đi theo đâu. Dạ. Bây giờ chạy thôi cũng gần, hay vậy chạy đại đi. Dạ. Đó. Rồi, chúc chú năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe luôn nha. Cháu cũng vậy nha. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Năm mới chúc cháu công tác này, làm việc tốt buồm xuôi gió nha. Dạ. Cảm ơn mấy cháu. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Giờ chú Minh còn nói mấy đứa cháu gì vậy? Bây giờ qua Tết rồi, mấy cháu vô học giờ còn hai chiếc xe đó. À, là ở chỗ ngã tư quốc phòng gặp chú Minh, chú Minh trao cho hai chiếc xe, một chiếc màu trắng là chiếc mát, bây giờ còn hai chiếc là để cho sinh viên. Giống như trước Tết chú Minh đã thông tin là chú Minh có hai chiếc xe, hai chiếc xe thì qua Tết này chú Minh sẽ trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên nào cũng được hết, ở đâu cũng được hết. Nhưng mà cũng phải xác minh hoàn cảnh cho kỹ ha chú Minh. Đúng rồi. Giờ còn hai chiếc mát là chiếc màu trắng, hai chiếc. Vậy thì sinh viên nào mà thực sự khó khăn, thực sự cần kiếp ở trong cái cuộc sống để mà thai, hai cái đi học hai, này kia. Hai cái vỏ, hai cái vỏ mới hết, toàn bộ hết để đi học cho bảo đảm. Dạ. Đây là cái tờ xe, chiếc map. Chú mới lấy luôn. Chú Hùng mới đưa luôn. Và bây giờ thì đang để tiệm sửa xe của anh Hùng. Hãy mà luôn. Có người nhận thì chú sẽ đem trao tặng luôn. Trao luôn. Dạ. Và hôm nay thì chú Minh cũng trao xong một chiếc xe cho chú Hai. Chú Minh cũng muốn thông qua video này để mà cho mọi người thấy là cái số tiền từ thiện mà mọi người gửi cho chú Minh á, toàn bộ nó đều được làm đúng theo cái tâm của chú đúng Minh rồi, theo cái tâm. Không có làm gì mà sai trái hết. Dạ. Cái này cái tâm mình chứ không có ai cò bó mình cái gì hết, không ai kêu mình hết. Mình thấy người nào thật tình khổ mình giúp thôi. Chứ không phải là đụng đâu giúp đó, không có. Tôi cảm ơn Mạnh Hồng Quân, nhà hảo tâm, cá nhân. Cảm ơn mấy con giúp đỡ cho chú. Bây giờ chú giúp đỡ những người khác. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Cảm ơn mấy chú mấy cô rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chú Minh lại thêm một cái việc nghĩa nữa của chú Minh để lại cho đời. Hay giờ sao ba gác, hay giờ là chức ra chạy rồi, chạy mấy cuốc rồi. Dạ. Bỗng qua chạy được rồi. Bỗng qua chở mấy đứa sinh viên vô mấy qua qua ly á. Dạ. Chở vô mấy cuốc. Đây là chở trọ cho sinh viên được. Không có chở kiểu nó đi xe xuống mấy qua ly, hai qua ly ở nhà lên á, dục lên. Chở vô trường. Ở quê vô mà nhiều đồ đạc quá chở không hết là chú Minh cho luôn, chở luôn. Ước vọng tôi là ước là phải đúng chuyện làm, nói phải làm chứ đừng có nói bằng miệng không có. Chú Hai ghé chơi với chú Minh luôn hả? Ngồi chơi chụp đi. Dạ. Xe nãy chạy ngon không? Xe này thì mới đi và thấy được. Dạ. Chạy em ru hả? Còn chiếc xe kia của chú Hai là hư thì sao ta? Có một người nhà nó cũ quá rồi, cái này là Trung Quốc đó nha. Dạ. Thực ra cái xe đó là người ta cũng cho chú. Rồi chú xài mà nó máy nó cũng còn được nhưng mà nó cái sườn rồi này nó kia nó mục nát hết rồi. Thế xong rồi là chú mới nghĩ là tôi bây giờ tiền bạc nó không có mà làm lại tới mấy triệu bạc. Thế xong rồi là chú bán cho trai. Dạ. Bán cho trai xong rồi là đi hôm trong Tết đến bây giờ đấy mình đã gặp nó thấy tội nó thương. Nó giúp đỡ chú chắc lẽ là trong đời chú chưa bao giờ mà chú gặp cái cảnh khổ như này mà được Minh nó giúp đỡ thật chứ. Sống thì là tạc dạ mà chết thì mang theo chứ đừng bao giờ mà quên được. Dạ. Bởi vậy cho nên nghĩ nhiều khi thấy thật này đến chú chạy xe thì nó ngon đó mà đến đây vẫn còn đang nghĩ vẫn còn xúc động dữ lắm. Dạ. Chú Minh thì cũng thuộc không phải là dạng
dư giả gì, cũng là hiệp sĩ làm việc nghĩa khó khăn mà chú Minh lại dùng cái tiền mọi người giúp để mà chú Minh giúp cho chú hai còn khó khăn hơn nữa. Dạ. Đúng rồi, đấy, bởi vậy cho nên chú nghĩ cái nghĩa cử cao cao và đẹp là ở cái chỗ Minh nó nghĩ với mọi người, không phải riêng như mình chú mà nhiều người khác nữa. Chú cũng có coi ở trên mạng rồi coi tin tức, tại là chú thông thường là chú không có xài điện thoại không có gì hết, chỉ có đọc báo nào chú đọc hàng ngày, đọc báo Thanh Niên là cả mấy chục năm rồi đấy, ngày nào cũng có một tờ. À, tôi tặng anh hai cái điện thoại luôn. Nè anh hai ơi, anh có mua sim và có ý anh mua sim mua cục sạc được không? Điện thoại mới nha. Nè anh này tôi tặng cho anh hai cái điện thoại của người ta tặng tôi. Hiện giờ tôi có xài cái này rồi. Dạ. Đâu rồi? Đây. À người ta tôi có cái này rồi, thế là tôi tặng cho anh hai. Anh về gắn sim vô. Điện thoại mới á, chứ không cũ đâu, mới luôn mà chưa xài. À, cục sạc mới không nằm đâu nữa. Anh về mua cái sim để anh liên lạc người ta được. Đúng không? Vậy là ngoài cái chiếc xe này thì bây giờ chú Minh lại tiếp tục tặng cho chú hai một cái điện thoại mới. Ủa mà trước giờ chú hai có xài điện thoại không? Nãy chú hai nói là không có xài đúng không? Cái này bây giờ tôi không có xài điện thoại đâu. Vậy rồi giờ biết xài không? Rồi về phải ta phải hỏi rồi xài thôi. Chú phải xài vô người ta liên lạc chú mà chú trả lời người ta. Dạ. Nhưng mà vậy nè, chú Minh đó là không biết chữ thì nó hơi khó khăn một chút, còn chú hai thì chắc là biết hết mà hả chú hai? Dạ. Vậy thì cái này là tiếng Việt không à, chú hai cứ về chú hai mò từ từ, hoặc là nhờ ai đó còn trẻ đó chỉ cho nó dễ. Rồi vậy là quá tốt rồi, về mua cái sim nữa mấy chục ngàn à, chú hai mua sim khuyến mãi á. Dạ. Có gì liên lạc rồi xong rồi nhớ đưa sim cho đưa cái số cho chú Minh. Để chú Minh nhắn với con sẽ công khai cái số này lên để mọi người có cái sự hỗ trợ nào đó cho chú hai, thì mọi người có thể tiện liên hệ cho chú hai nha. Dạ rồi, giờ chú hai về ha. Dạ rồi.